Hello， 大家好，我是包哥。现在我的位置是在越南的胡志明市。丽丽告诉我，她来这里等我。我也不知道丽丽发生了什么情况，跟着包哥的镜头去了解一下丽丽，回老家到底有一些什么事情。好，走。在胡志明也有好多天了，包哥前两天跟丽丽也吃了饭，她也非常的开心，她也给了我钱，1500万，我没要，我想也要快4000多块钱了，毛5000块钱，我想跟让丽丽自己去进货，这也是我经常要做的事情，想不到丽丽还这么懂事，这个店开了几个月，还是有盈利的。包哥非常的开心。哎，丽丽在这里吗？哈哈，你在这里干嘛？丽丽，哎，起来，什么事啊？啊，什么事不开心呢？你问一下啊，丽丽什么事？搞卷子呗，丽丽。Ba mẹ em bắt em phải về quê, không cho em quen người nước ngoài. 他说什么？丽丽说呢，这次回老家之后呢，他有跟父母提过你的，但是他父母说呢，不同意让他认识外国人，然后呢，他就很难过。他爸爸妈妈？他爸妈不同意他认识外国人。啊。没关系的呀，还有什么啦？không sao đâu, còn chuyện gì nữa không em? Tại vì em không muốn là chia tay với anh nên là em ba mẹ em bắt em phải về quê nên là em đã cãi nhau với ba mẹ em. Thôi, 他说他父母想让他回，想让他回老家，然后找一个对象结婚的。他父母叫他回老家。对，想让他找个对象。这样好了，既然你父母有这样讲，我店让给你，我就不到你老家去了，不见你父母，你告诉他。丽丽 ông ấy nói là nếu mà như ba mẹ em đã không có đồng ý như thế thì coi như là ông ấy sẽ chuyển nhượng cái tiệm lại cho em, rồi ông ấy sẽ về nước. Không, mấy hồ em không có muốn như vậy, em muốn là.Anh tiếp tục ở lại Việt Nam với em, tại vì em không muốn xa anh. 他说什么？丽丽说呢，她真的很舍不得你，不想跟你分开，想你留在越南陪她，想跟你在一起。别难过，哎，丽丽，你父母不让你嫁到国外去，对吧？我心里理解。好吗？我们就当作好朋友，我就帮你当作像自己的女儿一样看待。希望你在越南找一个更好的人。啊，丽丽，包哥nói là nếu như mà cha mẹ em đã không đồng ý thì coi như là bao cơ sẽ không có lãng phí thanh xuân của em nữa, sẽ không có làm phiền em nữa. Thì coi như là em ở Việt Nam thì tìm bạn trai rồi kết hôn sinh con thì bao ca sẽ coi em như là em gái, con gái của mình vậy.Không được, em muốn anh ở lại Việt Nam chơi với em. Tại vì em cũng đã cãi nhau với ba mẹ của em rồi. Em muốn anh ở lại Việt Nam chơi với em. Tại vì em cũng đã cãi nhau với ba mẹ của em. Để mà không có xa anh thì Lily说呢, 他希望能跟你一起回国,
因为他已经跟爸妈吵架了，他很舍不得你，不想跟你分开的。我也舍不得你，对吧？我想，因为我们文化不一样，对吧？有可能你们越南，你父母认为，找自己国家的人，感应可能经常回去看看，因为你嫁给我了，要回中国，有可能你父母也有想法，告诉他。包哥nói thì coi như là bởi vì hai nước chúng mình á thì văn hóa không có giống nhau, với lại nếu như mà em gả cho bao ca thì em còn phải theo bao ca về Trung Quốc nữa, thì cái đó em phải xa bố mẹ cả mình nữa, thì cái này là bố mẹ em đã không đồng ý rồi, thì em bao ca cũng là chỉ vì muốn suy nghĩ cho em thôi. Em thật sự là rất là muốn anh ở lại Việt Nam với em, và em thật sự là không có muốn xa anh chút nào hết.我跟你说，很舍不得你，一点都不想离开你的。我也知道你舍不得你。我这样，丽丽，你老家我就不去了。我想这个店，没空调，如果能转让就转掉，转掉之后再帮你开一个有空调的店，然后再帮开宝或者在你们两个人再开个奶茶店，经常你们也喝喝奶茶，还有做点小生意。我这个事情呢，一直帮你做到，告诉他。包干nói á, nếu như đã ba mẹ em đã không đồng ý như vậy rồi á, thì thôi, thì bao ca sẽ để lại tiệm cho em và cây bào quản lý để cho hai em có cái để làm ăn. Thì nếu như mà tiệm đã không, ông chủ tiệm không cho lắp máy lạnh á, thì coi như là cái tiệm này mình sẽ chuyển đi, mình sẽ trả lại mặt bằng đi rồi mình tìm tiệm khác mình làm ăn.Dạ được. Nếu mà ba mẹ em đã không đồng ý á, thì em cũng mong là anh là một cái người thân hay là một cái người quan trọng đối với em. Em sẽ suy nghĩ về việc tìm một cái mặt bằng mới để mở một cái tiệm gì đó. Lily说呢，就如果他爸妈不同意，但是他真的不想跟你分开的，很舍不得你，已经把你当成了最亲密的人了。就按照如果你说把店里转让，把这个服装店转让给别人了，那他就去找一个新店面的开个奶茶店。他说关掉之后呢，去找一个店面开奶茶店。再找个另外店。对，就开一个奶茶店。好的，这个也行。我想我再凑一点，钱。你这里也没有多少衣服卖了。还有一点存货，转让的时候叫人家再弄收一点转让费嘛，就服装衣服，然后再自己再添一点，开一个有空调的店，告诉他。包干nói á, vậy thì nếu mà em đã muốn chuyển nhượng cái tiệm đó rồi á, thì tiệm còn hàng tồn gì, hay là còn những cái sản phẩm gì mà chưa bán hết á, thì coi như là mình để lại cho người ta đi, rồi mình mở cái tiệm khác. 好吧。你老家也不去了，我们去了你家父母，叫你找国立的，不想你嫁到国外去，我们就当做朋友关系，好不好？如果爸妈也不muốn thì anh hãy là anh em thân thiết với em, thật sự là em rất là cần anh giúp đỡ em và đồng hành với em trong khoảng thời gian sắp tới. 他说什么？他说如果这样的话呢？他回去再说服他父母，然后呢，就是先找一个店面看，看看的新生意怎么样。这样也不合适吧？因为既然你父母以后个事情拖下去，也不是一回事。我就帮你，开了店，我们当做一般性朋友，把你当做自己的女儿一样。也帮你当做自己干女儿一样，你告诉他。nếu như mà đã ba mẹ em đã không đồng ý thì coi như là bây giờ, ông ấy vẫn sẽ giúp em mở quán khác, nhưng mà mình cứ coi nhau như là, ông sẽ coi em như là con gái nuôi của ông như vậy. Dạ, thật sự thì em rất là cảm ơn anh đã giúp đỡ em và hy vọng là em và anh sẽ cùng nhau bước tiếp những cái quãng đường còn lại. Th-
他说很感谢你一直帮助他，如果不能在一起的话呢，就也可以当做你的干女儿，然后如果你在越南的话，可以一起陪同他，一起陪他，帮忙帮助他的。他很感谢你，因为他真的很不想离开你的。他的意思还是喜欢我，对吗？对对对，他还是很喜欢你的。拿时间去证明吧，因为你父母这道坎你肯定放不过的，离开了家跟你父母吵架，自己一跑过来你不好，你告诉他不应该跑出来。啊，报告nói á thì coi như là cứ để hãy để thời gian chứng minh đi, nhưng mà em cãi nhau với ba mẹ ở nhà rồi em bỏ nhà đi như vậy thì không, cái điểm này thì là chưa có được tốt thì em không nên như thế.Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm đằng sau và em sẽ nghe lời ba mẹ em hơn, cũng như là em sẽ nghe lời anh và mong anh sẽ ở Việt Nam dài dài. 他说他已经知道错了，然后下次不会这样了。然后如果这次你回国的话，那你希望你能早点回来，然后可以长久住在越南。往前走吧。丽丽，你这个事我也知道了，我把你回到服装店，我回自己的宾馆就休息吧，明天等开宝来了之后我们再去找店，如果找到店重新开一家店告诉他。报告 nói là vậy là bây giờ thì coi như bây giờ cũng trễ rồi thì báo ca sẽ đưa bác xe cho em trở về quần tiệm quần áo, báo ca thì sẽ về nhà nghỉ rồi đợi ngày mai cây bào lên đóthì mình sẽ bàn bạc với cây bào rồi đi tìm tiệm để mở tiệm khác ha. Hả ba, từ từ hồi chuyện. 不能让我陪着你走，既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，担心让你一个人走。我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁，如果这样说不出口，就把遗憾放在心中，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走，从此以后我再没有快乐起来的理由，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走，我想我可以忍住悲伤，可不可以你也会想起我，是不是可以牵你的手啊，从来没有这样要求，怕你难过转身就走，那就这样吧，我会了解的，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。关注包哥，带你旅行不迷路。